Điều 50 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA. một Đối với chủ dự án và nhà thầu chính. A. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án và bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án. Trường hợp dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gửi cục thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án đóng trụ sở chính nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế. B. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01 DNHT ban hành kèm theo thông tư này bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1DNHT ban hành kèm theo thông tư này quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng, bản chụp có xác nhận của cơ sở và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án. Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị gia tăng, giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính. 2. Đối với văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA, A. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế Quản lý Địa bàn nơi đặt văn phòng điều hành của dự án. Và bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án. B. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/DNHT ban hành kèm theo thông tư này. Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, mẫu số 011/DNHT ban hành kèm theo thông tư này. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với nhà tài trợ về việc thành lập văn phòng đại diện, bản chụp có xác nhận của văn phòng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập văn phòng đại diện bản chụp có xác nhận của văn phòng